Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng ở phía tây Bắc Mút. Mỹ cung cấp viện trợ quân sự trị giá 228 triệu đô la Mỹ cho ba nước vùng Ban Baltic. Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận thông qua dự luật phân bổ ngân sách liên bang 2024. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Quốc phòng nga ra tuyên bố ngày 23 tháng 3, dùng cách gọi của nước này với làng Ivaniske, làng Krasnoye ở Donetsk đã được giải phóng. Kết quả này cho thấy lực lượng nga đang duy trì đà tiến công và tiếp tục củng cố vị trí ở tiền tuyến. Quân đội nga những tuần gần đây tuyên bố kiểm soát thêm loạt ngôi làng, trong bối cảnh lực lượng Ukraine thiếu binh sĩ và đạn dược. Được biết, ngôi làng này cũng gần thị trấn Chasovya, nơi có thể trở thành mục tiêu kế tiếp của nga. Nếu như nga đoạt được Chasovya, quân đội Moscow có thể gia tăng áp lực tấn công về hướng thành phố chiến lược Kramatorsk của Donetsk. Trong khi Ukraine chật vật tìm kiếm vũ khí và tiếp tục tuyển thêm binh lực cho tiền tuyến, chính quyền Kiev tiếp tục các đợt tấn công bằng máy bay không người lái UAV trên lãnh thổ Nga. TASS dẫn lời tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của Bengorod, một loạt các đợt tấn công bằng UAV đã được Ukraine triển khai ở vùng biên giới của Nga là Bengorod, khiến nhiều người thương vong. Trong diễn biến khác, Ukraine hầu như không thể làm gì để phản công bởi nước này đang thiếu hụt nguồn cung đạn pháo nghiêm trọng. Các chiến đấu cơ thời Liên Xô của Ukraine không đủ tầm hoạt động để đối phó với bom lượn, trong khi những chiếc F-16 có thể mang lại cơ hội chiến đấu cho Kiev vẫn chưa đến. Thả hàng trăm quả bom lượn KAB từ khoảng cách xa tới hơn 60 km, các tiêm kích su khôi của không quân Nga đã phá hủy một cách có hệ thống các tuyến phòng thủ của Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm tấn công của Nga tiến lên, mặc dù vẫn phải trả giá đắt bom lượn KAB là lý do chính khiến lực lượng đồn trú của Ukraine ở thành phố Adipka cuối cùng phải rút lui vào tháng trước, sau các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài 4 tháng. Dĩ nhiên, một lý do quan trọng khác là Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ đã chặn gói viện trợ cho Ukraine từ tháng 10 năm ngoái, khiến cho các lực lượng của Kiev không nhận được nguồn nạn dược cần thiết. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV Kép có trụ sở ở Washington cảnh báo sau khi Adipka thất thủ. Chiến dịch thả bom lượn ở Adipka có thể báo trước cho sự thay đổi trong hoạt động của Nga ở những nơi khác dọc chiến tuyến. Thực tế cho thấy ISVK đã đúng. Hiện nay, cách thức tiêu chuẩn của không quân Nga là tập trung ném bom lượn vào bất kỳ thị trấn nào mà quân đội nước này muốn kiểm soát. Nhóm phân tích Ukraine, Frontelligion Insight giải thích, trước cuộc tấn công, Nga đã triển khai bom dẫn đường KAB thả từ trên không nhằm vào các vị trí của Ukraine và tiến hành pháo kích chuẩn bị. Frontelligion Insight lưu ý rằng, các cuộc tấn công trên mặt đất của Nga sau khi ném bom, dù có quy mô tương đối nhỏ nhưng diễn ra thường xuyên và nhất quán. Khi kết hợp việc thả bom từ trên không với các cuộc tấn công bằng pháo binh và triển khai UAV, những cuộc tấn công này đã chứng tỏ khả năng gây ra tổn thất đáng kể cho quân đội Ukraine đang thiếu đạn dược. Do đó, các cuộc ném bom KAB đã đẩy quân đội Ukraine khỏi Adipka và trong một vài tuần sau, đẩy lực lượng này khỏi các ngôi làng nằm ở ngay phía tây Adipka. Nga dường như cũng đang nhắm tới việc triển khai nhiều bom lợn hơn để gia tăng tấn công vào Bilohorovka cách Adipka gần 90 km về phía bắc. Các kỹ sư Nga đã điều chỉnh thiết kế của bom lượn KAB nhằm tăng cường tầm hoạt động từ 40 lên 65 km. Tình hình từ đó thay đổi nhanh chóng, các hệ thống phòng không của Ukraine không thể đối phó với bom lượn của Nga nữa. Giới quan sát cho rằng không thể trông đợi vào các tiêm kích MiG và Sukhoi của Ukraine đủ khả năng đảm nhận các vị trí phòng không yếu kém dọc tiền tuyến. Phi đội của không quân Ukraine gồm hàng chục chiếc MiG-29 và Su-27 có thể phát hiện các mục tiêu ở trên không cách từ 80 đến 95 km bằng các radar N-019 N001 hoặc N010 và tấn công chúng ở một nửa khoảng cách đó bằng tên lửa R-27. Điều đó tức là phía Ukraine phải vượt qua chiến tuyến để đối đầu với các chiến đấu cơ Nga trang bị bom lượn KB. Điều mà các phi công Ukraine thường không thực hiện do chiến đấu cơ của Ukraine thiếu các thiết bị gây nhiễu điện tử. Khi bay gần hoặc bên trong phòng tuyến Nga, chúng cực kỳ dễ bị các hệ thống phòng không của Nga tấn công. Các quan chức quốc phòng Estonia hôm 23 tháng 3 cho biết Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cung cấp viện trợ quân sự và quốc phòng với tổng trị giá 228 triệu đô la Mỹ cho Estonia, Latvia và Litva trong năm nay theo sáng kiến an ninh Baltic. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Hanno Pepcu, nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đã giúp Estonia, Latvia và Litva tăng tốc đáng kể một số dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự. Mức hỗ trợ này cao hơn một chút so với năm ngoái. Theo quan chức này, đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ, đồng minh lớn nhất trong NATO, cam kết đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực Baltic. Được công bố năm 2020, sáng kiến an ninh Baltic BSI là thỏa thuận mà theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ hỗ trợ phát triển năng lực quân sự và khả năng tương tác của các lực lượng vũ trang Estonia, Latvia và Litva. Bộ Quốc phòng Estonia cho biết, nguồn tài trợ của Mỹ tập trung vào phát triển lực lượng phòng không, bộ binh và nhận thức tình huống trên biển thuộc vùng Baltic. 225 triệu đô la Mỹ đã được Mỹ viện trợ cho ba quốc gia này năm 2023 theo sáng kiến trên hồi tháng 12 năm 2013, Mỹ và các nước vùng Baltic cũng đã nhất trí về lộ trình hợp tác quốc phòng 5 năm cho đến năm 2028. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nước này sẵn sàng bảo vệ ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva nếu được yêu cầu và sẽ duy trì hiện diện quân sự tại khu vực. Ông Austin nói, chúng tôi cam kết với đầu năm, quý vị có thể chắc chắn như vậy. Đề cập đến điều khoản trong hiến trương NATO yêu cầu các thành viên của liên minh phải bảo vệ lẫn nhau nếu một trong số họ bị tấn công. Phát biểu tại Tallinn, thủ đô Estonia, sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này, ông Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự liên tục luân phiên tại khu vực Baltic. Quan chức Lầu Năm Góc nói trong cuộc họp báo, Mỹ vẫn kiên định về cam kết bảo vệ tự do và chủ quyền của các đồng minh vùng Baltic. Ba quốc gia vùng Baltic, láng giềng của Nga và Belarus, từng thuộc Liên Xô nhưng hiện là một phần của NATO và Liên minh châu Âu-EU. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Hanna Pepku cho biết nước này làm việc để ngăn chặn khả năng bị tấn công nếu Nga không dừng lại ở Ukraine. Ông Pepku nói, dàn đe là từ khóa duy nhất ở đây. Đây chính là lý do tại sao NATO đang đưa ra các kế hoạch phòng thủ khu vực mới, với hy vọng sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, thủ đô Litva vào tháng 7. Trong diễn biến khác mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết Nga sẽ tiếp tục yêu cầu điều tra minh bạch về vụ nổ đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 năm 2022. Trong tuyên bố, bà Zakharova nhấn mạnh Nga sẽ chờ đợi kết quả điều tra. Kể cả khi phương Tây không hoàn tất được cuộc điều tra, Nga sẽ tiếp tục điều tra sự việc. Trên trường quốc tế, Moscow sẽ không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra minh bạch. Tháng trước, Đan Mạch thông báo nước này đã dừng điều tra vụ nổ năm 2022 trên đường ống dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Thông báo nêu rõ, cảnh sát của Copenhagen đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự về vụ nổ vì không có đủ cơ sở để theo đuổi vụ việc này. Trước đó đầu tháng 2, Thụy Điển cũng thông báo đã dừng điều tra vụ nổ nói trên với lý do nước này không có đủ thẩm quyền trong vụ việc. Tuy nhiên, Thụy Điển đã giao các bằng chứng thu được cho các nhà điều tra Đức. Đến nay, các nhà điều tra Đức chưa công bố bất kỳ phát hiện nào sáng 23 tháng 3, lãnh đạo Thượng viện Mỹ cho biết các nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đạt được thỏa thuận để sớm tiến hành bỏ phiếu để thông qua dự luật phân bổ ngân sách liên bang năm 2024, tránh kịch bản chính phủ liên bang phải đóng cửa. Cụ thể, các thượng nghị sĩ đã bỏ lỡ thời hạn để thông qua gói phân bổ ngân sách trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan chủ chốt liên bang. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe đa số Đảng Dân chủ tại thượng viện, Chuck Schumer cho biết, một loạt cuộc bỏ phiếu sẽ sớm được tiến hành nhằm tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa. Một phần chính phủ liên bang Mỹ, gồm các đơn vị thuộc Bộ An ninh Nội địa, Sở Thuế vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính dự kiến đóng cửa nếu dự luật phân bổ ngân sách không được thông qua kịp thời. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật với 286 phiếu ủng hộ và 134 phiếu chống dự luật đang được Thượng viện Giao đảng Dân chủ kiểm soát xem xét thông qua. Việc thông qua dự luật đã gây ra mâu thuẫn lớn trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đối diện nguy cơ mất chức. Trước đó, nghị sĩ Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn Marjorie Taylor Greene hôm 22 tháng 3 thông báo nộp đơn đề xuất bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson sau khi ông phớt lờ nhiều thành viên trong Đảng Cộng Hòa nhằm thông qua dự luật ngân sách 1.200 tỷ đô la Mỹ giúp chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa. Hành động này đã gây ra sự bất mãn trong những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa. Động thái đề xuất bãi nhiệm cũng có thể tái châm ngòi những cuộc tranh đấu nội bộ trong Đảng Cộng hòa giữa phe bảo thủ và nhóm ủng hộ nhiệt thành của cựu tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, chủ tịch Hạ viện Mỹ chưa bình luận về thông tin. Hồi tháng 10 năm 2023, chủ tịch Hạ viện khi đó là ông Kevin McCarthy cũng bị mất chức sau khi nhóm nghị sĩ bảo thủ trong đảng của ông phản ứng giận dữ vì thông qua ngân sách tạm thời giúp chính phủ thoát nguy cơ đóng cửa. Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ ký ban hành nếu dự luật được Quốc hội thông qua. Lần gần đây nhất, chính phủ Liên bang Mỹ đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 khi ông Donald Trump còn làm tổng thống. Trong khi đó, kể từ đầu tài khóa 2024, Quốc hội Mỹ đã phải thông qua bốn dự luật tạm thời để tránh tình trạng đóng cửa chính phủ do những bất đồng về ưu tiên chi tiêu và mức phân bổ hàng năm. Văn phòng Ngân sách Quốc hội cảnh báo rằng thâm hụt và nợ công của Mỹ sẽ tăng đáng kể trong 30 năm tới. Hiện nợ công của Mỹ ở mức 34.500 tỷ đô la Mỹ và chiếm khoảng 99% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Dự báo tỷ lệ trên có thể tăng lên tới 166% GDP vào năm 2054. Các tổ chức xếp hạng tín dụng cũng cảnh báo rằng việc liên tục đưa ra những dự luật vào phút chót của Quốc hội có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của chính phủ Mỹ.